Nhan lão sư, em họ tôi muốn xin cầu giúp một chuyện. Có gì cần hỗ trợ? Các anh cứ nói, con của nó một khi ngủ liền sẽ bừng tỉnh. Gần đây mỗi ngày giữa trưa và ban đêm khi đi ngủ, không bao lâu liền sẽ giống như là bị hù dọa mà khóc tỉnh. Lên bệnh viện trên huyện kiểm tra đều không có vấn đề. Lão nhân gia nói, có thể là nhiễm lên thứ không sạch sẽ gì đó. Nghe anh họ tôi nói, cô là một đại sư phong thủy huyền học, cho nên muốn nhờ cô giúp thử xem sao. Được, vậy tôi và các anh về nhà các anh xem thử đi. Nó lại khóc tỉnh rồi. Nhan lão sư, mong cô hãy giúp đỡ. Đưa đứa nhỏ cho tôi bé. Nhan Hạ Bề đứa bé dãy ruộng. Lấy ra một lá bùa, khoa tay mấy lần ở trên trán đứa bé. Cảnh tượng khiến người ta trợn mắt đã xảy ra. Chỉ thấy đứa bé dần dần ngừng khóc lóc. Tì tì, phiêu phiêu. Nhan lão sư, con trai tôi có phải là thật sự nhiễm phải thứ không sạch sẽ không? Đúng vậy, nó tình trạng như vậy đã bị 2 tháng rồi. Mỗi lần đều khóc giống không ngừng. Chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Không phải là thứ mà mọi người nói, là do nó đeo thứ mà nó không nên đeo. Thứ này mọi người lấy từ đâu vậy? Đây là trước đó tôi đi dạo phố đồ cổ, nhìn thấy ở trên một sạp hàng. Lúc đó cảm thấy rất đáng yêu, nghĩ đến con tôi vừa 2 tuổi heo, cho nên liền mua nó. Heo con điều khắc ở trong ngọc thạch, ẩn hàm âm sát chi khí. Thứ không sạch sẽ trước đó các anh nói, kỳ thật chính là một loại âm sát từ trường tạo thành. Người bị nhiễm phải, sẽ có hại với thân thể. Trên heo con này làm sao lại nhiễm âm sát gì đó vậy? Chiếc vòng tay nhỏ này hẳn là đã từng được đặt chung một chỗ với thứ được lấy từ trong mộ ra, cho nên nhiễm phải âm sát. Còn may cũng không phải là nhiễm nhiều, nếu không con của anh sẽ không chỉ là đi ngủ bừng tỉnh khóc giống không ngừng đâu. Hóa ra là do cái vòng tay này gây ra. Tối nay các cô đừng nấu cơm nữa, đến nhà tôi ăn đi. Đúng đúng, tối nay nhất định phải đến nhà tôi ăn cơm. Cố Diệp Ngọc ngược lại là vẫn luôn biết, em gái ruột biết xem tướng phong thủy. Ông lão đã nhận nuôi cô chính là làm nghề này. Người nhà bọn họ tưởng rằng Nhan Hạn là cái loại gà mờ, nhưng hiện tại xem ra, cô ấy ở phương diện này rất lợi hại. Hay là cô cũng xem giúp tôi một chút. Nhan Hạ đối với cậu Trang Ngú cũng cạn lời. Trước kia ở trong nhà, thời điểm cô đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ không quấn người như vậy. Hiện tại cô không thèm để ý, còn thường xuyên khinh thường, hắn lại là muốn tăng cảm giác tồn tại. Chúng tôi làm nghề này có 3 loại người không xem, anh là một loại trong đó. 3 loại không xem kia, cô nói một chút xem. Anh thật muốn nghe? Đúng, tôi muốn nghe. Thứ nhất, không xem cho người thân. Thứ hai, không xem chính trị. Thứ ba, không xem bản thân. Nhan Hạ con tiểu tiện nhân này, nhất định là cố ý. Thứ hai và thứ ba, Ngũ Ca đều không thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thứ nhất. Cô ta hối hận vì không kịp thời ngăn Ngũ Ca lại. Các cô có quan hệ người thân sao? Các người ngược lại là trả lời câu hỏi của Tống Dịch Nhàn đi. Từ trong 3 thứ mà Nhan Hạ không xem, rất rõ ràng Diệp Bình Lưu chỉ có thể là hạng thứ nhất. Đây ý là Nhan Hạ và Diệp Bình Lưu có quan hệ người thân. Như vậy mà nói, Nhan Hạ và Diệp Du không phải cũng có quan hệ sao? Có thể từ khi bắt đầu chương trình đến bây giờ, Nhan Hạ đối hai người đều không ưa. Thậm chí là thái độ đối chọi gay gắt. 3 người này rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tôi thật là muốn biết. Lão Ngu đây thật sự là đầu óc nước vào rồi. Cứ muốn không ngừng tìm cảm giác tồn tại với Nhan Hạ. Giờ thì hay rồi. Dẫn tới tất cả mọi người đang suy đoán quan hệ của bọn nó. Nếu để cho người phát hiện ra được quan hệ của Nhan Hạ và Lão Ngũ, có phải là bất lợi cho Du Du không? Đúng, bất lợi là trên mặt thân phận hay trên mặt quan hệ, đều bất lợi cho Du Du. Trước đó đã có người đưa ra nhận định, nói rằng quan hệ của Lão Ngũ và Du Du không giống anh em, ngược lại giống như là tình lữ. Cái này nếu như anh em ruột, mặc dù có người cảm thấy không quen, nhưng cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nếu như quan hệ thực sự giữa 3 người bị lộ ra, vậy rất có thể sẽ có người suy nghĩ và bàn tán về chuyện Du Du và Lão Ngũ mập mờ. Đây là điểm mà em lo lắng nhất. Hay là thuê thủy quân hạ nhịp xuống, liên hướng theo Nhan Hạ là em họ của Lão Ngũ. Đừng để người ta phát hiện ra được quan hệ thực sự của 3 người bọn nó là được. Tình hình trên mạng, bây giờ em liền sắp xếp đi. Em lập tức làm ngay. Hắn rất nhanh sắp xếp thủy quân lập một đoạn bài viết về quan hệ của Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc. Nói Nhan Hạ là em họ của Cố Diệp Ngọc, bởi vì gần đây Nhan Hạ mấy lần muốn tài nguyên của Cố Diệp Ngọc, nhưng Cố Diệp Ngọc không cho. Nhan Hạ liền tức giận chủ động trở mặt với Cố Diệp Ngọc. Một bên khác, Nhan Hạ đang ở trong sân vẽ bùa trên bàn, còn cầm lấy mấy tờ giấy, gấp cho trẻ em mấy tiểu động vật. Hạ Hạ thế mà còn biết gấp giấy tiểu động vật, tay của Nhan Hạ cũng quá khéo rồi. Một đống fan hâm mộ khen Nhan Hạ khéo tay. Rất nhanh, liền có âm thanh không hài hòa xông ra. Tay Nhan Hạ đúng là khéo léo, xác thực cũng biết một vài thứ, nhưng nhân phẩm lại đáng lo. Đúng vậy, thật không ngờ cô ta thế mà là em họ của Diệp Đình Lưu. Cái loại bạch nhãn lang, thăng gạo ân đấu gạo thù, Nhan Hạ loại này chính là bạch nhãn lang cho ăn không no điển hình. Tần đạo diễn nhỏ giọng hỏi Nhan Hạ khi không có máy quay, cô là em họ Diệp Đình Lưu sao? Không phải, Tần đạo diễn đã hiểu, trên mạng có người thuê thủy quân bôi xấu Nhan Hạ. Thế là đem chuyện về mấy cái hát sớt nói với cô một lần. Chuyện của các cô trong hát sớt trên mạng nếu như bị công nhận, sẽ không có lợi cho cô. Cô suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Ngày mai trở về sau khi kết thúc chương trình, dễ phá giải. Nếu như cần thiết, tôi có thể giúp cô tìm người đem hát sớt gỡ xuống. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tần đạo diễn, Nhan Hạ trong lòng ấm áp.
Cũng không phải là ai ai cũng đều sẽ đối xử với mình giống như là người của Cố Gia và Quý Linh. Đa tạ ý tốt của Tần đạo diễn, nhưng mà hát sớt không cần gỡ. Để bọn họ bôi xấu, huyên náo càng lớn càng tốt. Để hát sớt trong hai ngày này huyên náo xôn xao cho toàn mạng đều biết. Chờ thời điểm chân tướng nói toạc ra, không phải mới càng thú vị sao? Cô có thể nói ra quan hệ của cô và Cố Diệp Ngọc trước hay không? Để trong lòng tôi có cái chuẩn bị, biết được kỳ tiếp theo nên làm thế nào. Đương nhiên, ở trước khi chính cô muốn đem nó lộ ra ánh sáng, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Anh em ruột. Anh em ruột. Vậy cô và Cố Diệp Du cũng là chị em ruột rồi. Cô ta là con nuôi, còn tôi là con ruột. Nhưng mà đám người nhà cũ của tôi thích cô ta hơn tôi. Rất bài xích tôi. Người nhà của cô thích con gái nuôi nhiều hơn thích con gái ruột như cô sao? Nhan Hạ không hề che đậy cho người Cố Gia và Cầu Trà Ngũ. Đem thân thế của mình rất đơn giản nói một lần. Trước khi tham gia chương trình, tôi đã cùng người nhà đó đoạn tuyệt quan hệ rồi. Diệp Mộc thật đúng là chẳng ra gì. Cô đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt là tốt. Người Cố Gia thật đúng là tìm lại được con gái ruột thế mà muốn con gái nuôi Cố Diệp dù dẫm. Có bị bệnh không vậy? Buổi tối sau khi ngừng phát trực tiếp, điện thoại của Tần đạo diễn đột nhiên vang lên, là trợ lý của ông gọi tới. Lúc trước ông phân phó người trợ lý này quan sát viện tử, nhìn xem anh em Diệp Ngọc có cái gì đáng xem. Tần đạo diễn, anh em Diệp Ngọc có biến, rất hăng hái, có phát trực tiếp không? Phát ngay bây giờ. Các anh liền nói bởi vì ngày mai sẽ phải kết thúc kỳ chương trình này, cho nên tối nay đã chuẩn bị đột kích bất ngờ. Nhìn xem cuộc sống buổi tối của mấy vị minh tinh, đồng thời tìm bọn họ tâm sự về cảm nhận của mình với chương trình kỳ này. Anh, em sợ. Sợ cái gì? Sợ quan hệ của chúng ta bị lộ ra, sợ anh bị em làm liên lụy, bị người ta chửi. Dù sao anh mới là anh ruột của Nhan Hạ, em chẳng phải là cái gì cả. Em rất sợ cha mẹ và các anh không cần em nữa. Kể từ khi Nhan Hạ được tìm trở về, cô ta vẫn lo sợ chuyện này. Vốn dĩ cô ta là vui mừng, rốt cục cũng đem Nhan Hạ tiểu thư thực sự đuổi đi. Nhưng kết quả lại càng ngày càng không giống với cô ta nghĩ. Như Cố Diệp Ngọc, trước đó đều là Nhan Hạ vây quanh hắn. Nhưng kể từ khi lên chương trình, ngược lại biến thành hắn luôn nhịn không được muốn tới gần, muốn cầu Nhan Hạ yêu mến. Điều này khiến trong lòng của cô ta không thoải mái, đồng thời còn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta đột nhiên cảm thấy đem Nhan Hạ ép đi, ngược lại lại là hạ sách, nên để Nhan Hạ tiếp tục gây bất mãn cho người Cố Gia, cuối cùng bị người Cố Gia đuổi ra mới đúng. Nhà đầu ngốc, sẽ không đâu, em là tiểu công chúa của nhà chúng ta. Bảo bối sủng ái, bọn anh làm sao có thể không cần em. Còn vấn đề thân phận, em càng không cần lo lắng. Không phải là vẫn chưa bị lộ sao? Nhị ca khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa cho dù bị lộ, anh cũng không sợ bị chửi. Bọn anh sẽ che chở em. Ca anh thật sự sẽ không bỏ em sao? Cố Diệp Ngọc nhìn dáng vẻ này của cô ta có chút đau lòng, theo thói quen cúi đầu hôn lên trán cô ta. Em mãi mãi là bảo bối của bọn anh. Yên tâm đi, vậy chờ sau khi kỳ chương trình này kết thúc, các anh liền hào hào đem Nhan Hạ gọi trở về đi. Bất kể nói thế nào, chị ấy mới là Cố Gia thân sinh. Em không muốn bởi vì em khiến chị ấy không vui mà rời khỏi Cố Gia. Du Du nhà ta chính là thiện tâm hiểu chuyện như thế. Nó rời đi là tự nó tùy hứng, không liên quan đến em. Em không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cố Diệp Du nghe hắn nói như vậy cũng yên tâm, chủ động tiến tới, hôn lên má của hắn. Em nên biết Ngũ Ca có thể hiểu được em, anh là tốt nhất. Mà hai người đều không có chú ý tới, máy quay đã được bật lên. Bắt đầu từ khi hai người ôm nhau, hành động của bọn họ đều đã được phát sóng trực tiếp. Anh đây là đang làm gì? Anh phát trực tiếp sao? Diệp lão sư, Tần đạo diễn bảo chúng tôi phát trực tiếp lần nữa, xem cuộc sống buổi tối của mọi người, rồi hỏi mọi người về cảm nhận của mình khi tham gia kỳ chương trình này. Buổi tối anh muốn phát trực tiếp, tại sao không nói trước một tiếng? Là Tần đạo diễn bảo tôi quấy bất ngờ. Hai người yên tâm, lúc này khi tôi phát trực tiếp, cách hai người một khoảng cách, lời hai người nói, tôi không nghe được, cũng không thu âm được. Lời này của hắn khiến mặt Cố Diệp Ngọc càng đen. Gia hỏa này nói giống như là bọn hắn đang làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài, cần phải giữ bí mật vậy. Tổ chương trình tập kích, thế mà ghi được thước phim kình bạo như vậy. Kích thích, giữa đêm khuya, hai người này ở trong sân xác thực kích thích. Bạn ở trên à, người ta chỉ là hôn trán và hôn má. Hôn chán và hôn má không phải là hôn sao? Trong người trưởng thành, ôm ôm hôn hôn giống như là hai anh em bọn họ. Xác thực quá mức rồi đi. Toàn cảnh chat đều đang thảo luận vì chuyện hành động hôn lúc nãy của hai anh em. Không tưởng tượng nổi, lão Ngũ bọn nó quá không ra gì rồi. Bọn nó làm cái gì vậy? Chẳng lẽ con trai và con gái nuôi của mình đang yêu đương với nhau? Lão Ngũ quá bất cẩn rồi. Lúc trước em liền không nên để lão Ngũ tham gia cái chương trình này. Cứ như vậy cũng không tốt đối với thanh danh của Du Du. Lão Ngũ quá không ra gì rồi, đây không phải hại Du Du sao? Nghe tới lời của ba người, Cố Phụ có chút mãnh, một cây làm chẳng nên non. Ba anh em này làm sao toàn đem lỗi lầm ném đến trên người em trai ruột mình. Các con không cảm thấy hành động của bọn nó quá thân mật rồi sao? Con không thấy vậy, xem xét lão Ngũ chính là đang an ủi Du Du. Bình thường Du Du chịu ủy khuất, bọn con cũng là dỗ nó như thế. An ủi em gái, cần phải vậy sao? Có phải là ông già rồi không? Các con cũng sẽ ôm và hôn Du Du như vậy sao? Đúng vậy, cái này có gì sao? Lão từ cái khúc gỗ này, các con thế nhưng là anh em ruột đấy.
Không tưởng tượng nổi, các con quá không ra gì rồi. Cũng bởi vì là anh em, cho nên bọn con như vậy mới là tình cảm được biểu hiện. Cha, cha có thể đừng nghĩ lung tung không? Các con đối với em gái ruột là Nhan Hạ, cũng như vậy sao? Bọn con làm sao có thể đối với nó như vậy? Nó cũng sẽ không chủ động thân cận bọn con như thế. Nhan Hạ như vậy mới là một em gái bình thường đấy. Xem con trai và con gái nuôi tốt mà bà dạy ra đi.